Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ quay từng cây dâu thương nhớ ở ngoài vườn của mình. Mùa đông nó xuống rồi, lạnh nó, cái mình không còn được ngắm dâu nữa. Mình sẽ đem dâu vô nhà, mình trồng vài bụi để mình hái trái cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay và hái vài trái. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Đây là những bụi dâu của mình vô trong nhà mình trồng ở dưới ánh đèn nha. Đây, trên này là đèn, ở dưới này, đó. Cũng phát triển rất là tốt luôn nè các bạn. Nguyên cả chùm dâu nè, nhìn mê ha. Nhìn trái dâu nè, đó, cũng không thua gì trồng ngoài. Đây một trái bự nữa nè. Wow, trái này bao giờ chín vậy? Đó, thắp điện quanh cả ngày luôn các bạn. Ở đây cũng có rất là nhiều trái dâu dễ thương nè các bạn ơi. Nhìn trái nào cũng dễ thương á, nhưng mà thương có cái là nó bị cái nhiệt độ sưởi ấm á các bạn. Nó ấm quá cái nó bắt đầu nó khô, trái dâu này giống như là dâu tây tươi mà treo sấy khô tươi rói các bạn ơi, mới ra lò đây. Đó, trên này nữa nè. Đó, còn cái nào nữa không? Đó, được vài trái hái cho vui thôi. Bên kia là gì đây? Nó ra hoa. Wow, nó ra hoa ra trái cả chùm nè. Nhìn dễ thương quá. Thích ha. Quá thích. Rồi bây giờ mình hái đi, chứ để cái sự ấm nó lên nó thổi khô ràng. 1 2 3 2. Đó, hay vào trong nhà rất là ấm áp của mùa đông. Bỏ lên cái nắp này đi ha. Đẹp kinh khủng. Bên này nữa nè. Wow, cái này mà xuống chấm muối ớt là đã nè các bạn. Đó, một trái hường. Dâu này là dâu Loren. Mình còn trồng rất là nhiều dâu ở trong nhà nha các bạn. Khỏi phải lo, không phải chừng này đâu, còn nhiều nữa. Mình sẽ trồng gấp 5 lần như thế này nữa để mình hái phục vụ cho các bạn xem mùa đông nha. Đây, tiếp tục một trái nữa nè. Wow, đó, một trái rơi vô bàn tay là cái vui, cái hạnh phúc nó rơi. Đó, nó rơi, hái trái cây nó vui lắm các bạn ơi. Mê, thiệt, thích quá. Bên này nữa, cái chùm này, đó, rất là dễ thương. Trồng trong nhà đó, tranh thủ các bạn ơi, tranh thủ nó chuẩn bị chưa có kịp chín tới là mình làm hái, chứ để nhiệt độ ấm á, ở trong phòng nó sưởi ấm lên cái nó khô nhìn nó tội nghiệp. Này, hái nha. Đó, trái khô này hái luôn, ăn dâu sấy khô. Mùa đông mà trái nào cũng thấy quý hết, cưng không, dễ thương ha. Rồi ở đây một chùm nữa nè. Đó, còn nhiều, còn rất là nhiều dâu tay nha. Bên này, bên này nè, mình giới thiệu cho các bạn xem. Bên này một mớ luôn nè. Chỗ kia là mấy cái chậu dâu treo đó, mình đem vô mới đem ngày hôm qua thôi. Ở đây nè, ở đây nè, cái chậu dâu này nó nhiều trái nhất nè các bạn. Từng chùm luôn á. Đó, bữa nào mình nuôi nó khỏe khỏe tới cái mình chín cái mình hái trái cho các bạn xem một mớ bên này nữa nha. Nhiều lắm. Mê trồng cây.com nha các bạn. Vinh Nguyễn Thị. Đó, hơi điệu tí nhưng mà thích trồng cây nha. Rồi, bây giờ xuống dưới cái bàn ngồi review trái cây với mấy cái trái dâu tay này nha. Rồi, tạm biệt mớ chậu dâu tay này. Đó. Thích quá. Trồng nó trong nhà cho đỡ nhớ các bạn ơi, chứ mùa đông mà không có gì hái nhớ lắm. Trên cái phòng ươm của mình đó các bạn. Đây, dâu tay nha. Thử
thử trước thôi các bạn ơi, hồi hộp quá. Biết dâu tây mùa đông trồng trong nhà nó sao nữa, cái mùi nó sao nha, nó giống dâu tây không? Chưa thử mà cháy nước miếng. Ngon lắm á. Chưa thử, hồi hộp, hồi hộp. Cũng thơm mùi dâu nhưng mà nó không có ngọt, nó hơi chua chua nha các bạn. Hơi chua nhưng mà có mùi dâu là được rồi. Chắc cả tháng rồi mình chưa ăn dâu á. Chua, chua dâu, không có chút ngọt nào hết. Đúng là trái cây ít nắng, nó khó khăn với vị ngọt, không có dễ dàng với vị ngọt chút nào hết. Nè, ít nắng thì trái cây nó sẽ ít ngọt nha. Để ăn cái trái đậm hơn thử xem, thử có ngọt không. Cái này là trái cây thu ánh sáng từ điện nha các bạn. Này ngọt ngay. Ha ha. Vậy trồng từ điện cũng được cái hàm. Wow. Chấm thử miếng muối xem sao. Đây, loại muối mà mình yêu thích nè các bạn. Ăn nó rất là thơm, nó không có quá cay, nó the the mà thơm, ngon. Chấm muối khỏi phải giận hờn, khỏi phải lẫy với cái vị ngon của bạn ơi, nó ngon quá, không thể giận được. Vị ngon có sẵn luôn. Wow, có ai dám giận vị ngon không? Giận là nó ăn không ngon, nó dở làm sao ăn. Cái vị giác của mình lúc nào mình cũng phải thương. Này, hai trái dâu sấy khô ăn luôn nha. Nó sấy khô. Ngọt ngay. Không, trái này nó hơi út. Rồi, đã thử xong dâu tự trồng mùa đông nha các bạn. Dưới ánh đèn thì các bạn theo dõi những cái dàn dâu tây xinh đẹp của mình vào mùa đông. Thì các bạn nhớ nhắc nha. Nhớ nhắc là mình, chị ơi, cô ơi, nhớ đăng dâu tây trồng dưới ánh đèn cho mấy tụi con xem. Chứ mình nhớ, mình không nhớ, mình quên tưới, nó khô luôn các bạn ơi. Thôi, ăn thôi. Hôm nay thì mình sẽ ăn rất là nhiều rau củ quả. Đây là trái đào. Trái đào nè các bạn. Trái đào đây luôn. Rồi đây là trái trái lê Hàn Quốc. Còn đây là trái đào Hàn Quốc. Rất là nhiều loại trái cây luôn. Còn đây là khỏi phải nói. Trái cây ban từ cái vườn của Vinh Nguyễn Thị. Quá chừng là ớt. Ớt này là ớt nhân Hàn Quốc nè. Thì rất là nhiều loại ớt tha hồ mà ăn hôm nay. Hôm nay có ớt chuối tham gia nữa nè. Còn ớt này là ớt chuối tí hon. Ớt này không biết có cay. Hôm nay thử nha, hái ngoài vườn các bạn. Mê. Thì mình mới đi chợ Hàn Quốc về, mình sẽ ăn trái hồng trước cho các bạn xem. Hồng Hàn Quốc nè. Mình xin giới thiệu mấy trái hồng của mình đó. Mình để đâu đây nè, để mình so sánh hồng của mình trồng với hồng. nó chạy một đừng, nó chạy một cách là không dừng lại. Đây, những trái hồng của mình hái ở ngoài vườn nè các bạn, nhìn thấy thương chưa nè. Đó, hồng này mình mua thì người ta nói hồng giòn, mà mình trồng ra như thế này á thì người ta nói là hồng mềm các bạn ơi. Đem vô phải giấu ở đâu á, ở trong lúa, trong gạo gì á thì nó chín á thì mới ăn được, còn thôi nó còn sống á, nó rất là chát. Nhiều bạn thì nói mình là hái xuống rồi ngâm nước mấy ngày đi, xong rồi để lên trên thì nó mới hết chát. Để ngày mai mình thử mình ngâm nước nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn trái hồng Hàn Quốc trước. Sao nó rớt tùm lum vậy? Mình gọt vỏ nha. Gọt vỏ các bạn ơi. Đây, ăn thử cái vỏ luôn xem. Nó ngon không? Đó, mới đi chợ về ăn liền nha các bạn. Liền cho các bạn xem. Mời các bạn nha.
cái vỏ sát quá, nó dai quá, nhai kỹ á, nhai kỹ thì nó sẽ đứt ra, nó không còn dai nữa, nhưng mà phải mạnh cái răng. Ngon, ngọt, giòn. Thơm ha, hầm này không có hột. Không có cái hột này hết, mà ăn vô trong cái chỗ mà để nó ra hột mà nó không có hột thì nhai nó rất là giòn, nhưng mà nó rất là không có hột, tại vì hầm này là hầm không hột. Nhai hướng nào cũng ngon các bạn ơi, ăn hướng vỏ cũng được, mà nó hơi cản trở cái lưỡi chút xíu, dai dai bét bén. Thì ra hầm ăn vỏ cũng ngon ấy ha. Gọt vỏ thử, ăn trái hồng cũng ngon, mà ăn quýu, nuốt quýu luôn các bạn ơi, nó ngon lắm. Giòn, ngọt, giòn rụm mà. Cái vị của trái hồng nó giòn, nó ngọt vừa vừa. Nhiều bạn nói ăn hồng nhiều không có tốt đâu cô, ăn hồng nhiều bị hư gì đó, hư gan, hư thận gì đó. Đúng rồi, hồi nãy có bạn nào comment ở trong cái video đi chợ là ăn hồng nhiều coi chừng hư gan, hư thận, biết phải không các bạn? Các bạn nào biết ăn hồng tốt cái gì và cái gì tốt đẩy lùi hay là xấu á, thì các bạn comment giúp mình nha. Thử nó tốt hay là nó xấu. Mà thấy mùa thu là hồng quá, quá xá là nhiều luôn, người dân đi mua rất là nhiều. Ăn bằng tay trái cũng ngon, ăn miếng bên tay phải cũng ngon hết. Nói chung nguyên trái hồng nó ngon thì mình nhai tay trái tay phải, hay là mình nhai răng trái răng phải, nó đều là rất là ngon. Thiệt, lâu quá không ăn trái cây lắm, giờ ăn thấy nó đã gì đâu các bạn ơi. Mấy ngày này mình thấy lũ lụt miền Trung á cũng rút bớt rồi á, mà sao người ta nói là sắp tới đây lại có một cơn bão lớn nữa. Nghe mới vừa rút xong, vừa mừng xong, tự nhiên cái cơn mừng nó chưa kịp tắt thì cái cơn dập cái cơn buồn nó tới các bạn ơi. Cho nên á, mình cảm thấy làm sao, sao mình có cách nào ngăn chặn lụt lũ không ta, hay mình bị vỡ đê vỡ đập mình cũng không rõ nữa các bạn ơi. Không biết lũ lụt ở đâu tới mà năm nào cũng có hết trơn, có năm nhiều năm ít. Có cách nào mình khắc phục được lũ lụt, mình không có phá cây rừng các bạn, phá rừng nhiều cũng bị lũ lụt á. Trái này bự quá, ăn hoài không hết. Ngon lắc lư, ngon ngã ngửa ngã nghiêng vẫn thấy ngon. Ăn trái cây nhiều á, người mình nó sức khỏe tốt, cái tâm của mình tốt, rồi cái hiền của mình nó sẽ nằm. Nó ăn trái cây nhiều mình hiền lắm nha các bạn, không có dữ đâu đó. Nó khỏe trong con người mình không có quạo, không có gáo gắt. Thôi bây giờ mình đến ăn gì ta? Ăn ớt đi, mình mê ớt nhất nè. Mê đây, trái lê nâu của ngoài vườn mình hái nè các bạn nhớ không? Đó, nhiều thứ lắm. Ở ngoài vườn là trái cây nè, đây, vườn mình đây. Lê nâu trồng 7-8 tháng mới được thu đó. Đó, từ nở cái hoa tháng 3 cho đến tháng 10 mới thu. Còn trái ớt này thì trồng từ tháng 4 cho đến tháng 10, 6 tháng. Ăn ớt ha. Wow. Ăn trái ớt này là phải có muối ớt, ăn ngon lắm. Ớt chấm muối ớt nha.
rất là hợp ớt, trộn với muối ớt, ăn gì đâu. Tưởng ngỡ là không ngờ nó hợp, mà nó ngờ hợp vô cùng. Thiệt, ngon lắm. Wow. Biết có cay mà nó chín coi chừng nó cay đó nha các bạn. Ớt ớt khủng ở vườn nhà mình nó khổng lồ. Wow, bắt đầu nó cay các bạn. Nó xuống tới đây là nó cay rồi. Cay tỏa tỏa tỏa. Cay rồi. Cay quá. Wow, thì ra mấy bữa nó chưa có chín đó, nó chưa có cay, giờ nó cay. Nó phực vị cay lên tới mắt các bạn ơi, bây giờ nước mắt muốn chảy nè. Cay như vậy là cái hột nó đã đạt yêu cầu rồi. Mình sẽ giữ hột là mình trồng cho sang năm luôn ha. Rồi bỏ qua đây. Vừa ăn trái hồng xong. Còn này cái ớt nhân Hàn Quốc á, mình ăn thử nha. Ngọt quá. Ngọt y chè vậy. Nó còn hườm á. Rất là giòn ngon. Mà chín nó ngọt ngay à. Ngọt mà cái hăng hăng mùi ớt rất là khó chịu. Cái này ăn giòn mới ngon. Hột nè. Ăn cái nào cũng nhớ hột để mà trồng. Đó các bạn. Mùa đông tới á, mình ở trong nhà không có trồng được cây cối gì hết, với mình có được cái hột này, có được cái hột kia, với mình nhắm mắt là mình ước mơ cái cây cà chua nó ra trái, rồi mình ước mơ mình trồng ớt này nó ra hoa ra trái. Tưởng tượng ở trong cái trí tưởng tượng của mình, nó rất là tưởng tượng, trong cái thích thú của cái sự tưởng tượng mà đang tưởng tượng thú vị đó các bạn. Tưởng tượng hoài nó cũng thấy là không biết bao giờ, cho tới tháng 4 để cho mình ươm cây để mình trồng, cảm thấy rất là tưởng tượng vui ha. Không cứ tưởng tượng trồng cây là cái lòng mình nó rộn rã các bạn ơi, nó còn thích thú hơn là cả được trồng luôn á. Cứ tưởng tượng ô chuẩn bị mùa tới mình trồng cây nó ra sao, nhắm mắt lại nằm mà cười, cười một mình đó các bạn ơi, cười vậy nè. Nhắm mắt lại mới tưởng tượng cây táo rồi cây đào nó ra trái, cây cherry nó ra trái ra hoa gì đâu. Ước mơ mùa đông ở trong nhà tưởng tượng ước mơ thôi mà đã vui sướng vô cùng. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp thôi các bạn ơi. Ăn gì ta? Lê nâu nè. Đó, lê nâu. Lê nâu đợt này mình xẻ ra cho các bạn xem nha. Đây. Trái lê nâu mình trồng ngoài vườn, mình hái cái tập video cách đây 2-3 ngày đó. Hái lê nâu nè. Hôm nay nó chín rất là mọng, chín thơm. Thơm lừng luôn. Lê này vui lắm. Nó còn hườm hườm á, mình nhai thì nó rất là giòn. Còn nó chín á thì giống như là người ta hốt một mớ cát mà ta bỏ vô trong cái trái lê này, người ta trộn lên nhai nó rột 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 cát cát các bạn ơi. Đúng là trái cây mình trồng không thể nào mà chê được. Ngon hết. Ngày nào cũng được ăn trái cây vườn nhà đã các bạn. Mình ăn mình cảm thấy nó ngon, nó đặc biệt. Không có cái từ đặc biệt nào mà hơn cái đặc biệt của cái trái cây đặc biệt đang ở trong vườn, rất là ngon của mình. Cho con rất quý.
đồ trái cây rồi mình trồng ở nhà, người ta quý là lý do mình trồng rất là sạch, mình không có bỏ phân hóa học, mình cũng không có xịt thuốc luôn, cho nên nó ăn sạch, ăn ngon nha. Còn cái gì ngon hơn nữa không ta? À, trái đào tiên. Đào tiên này các bạn, ăn thử trái đào năm 2020 ở ngoài chợ nha. Đào này ngoài chợ. Còn đào mình trồng nó không có bự gì đâu, nó nhỏ, nó nhỏ cỡ này thôi nè. Đó. Được à. Đào ở cái vườn mình á thì tháng 7 vừa rồi đó, mình thu 3-4 cây đào luôn. Các bạn nào vô bấm hái đào Vinh Nguyễn Thị là nó lên rất là nhiều cái cây đào ở vườn nhà mình. Đào hột cứng lắm các bạn ơi. Đây. Rồi, nó chín mùi quá, nó thành ở trong là giống như là nó phực lên cái mùi sô-cô-la đen ở trong. Nó tiết ra từ cái hột nha các bạn. Ăn nha, thử xem ngon không. Nó chín quá các bạn ơi, nó dễ dẻo. Nó thơm, thơm mùi đào. Thơm mùi đào quá. Nhưng mà ăn vẫn không có hấp dẫn bằng cái đào. Tháng 7 vừa rồi mình hái ở vườn, hái 3 cây đào các bạn xem nha. Nó thơm mà nó giòn, nó ngon mà cái vị nó đặc biệt. Nó lơ lửng các bạn, ngon, khỏi phải nói gì. Nói không nổi. Ăn cái đào này nó nhão nhão, ngọt ngọt, nó không có chắc vị giống như trái đào ngoài vườn. Nó chắc y là cái vị vị đào ở ngoài vườn thôi. Mình nhai là mình biết đào của mình trồng liền. Đào của người ta mình nhai là mình biết không phải đào mình trồng. Tại vì nó khác lắm. Thôi. Nó hơi khó ăn nha. Thử trái hồng chát của mình nha. Vừa rồi thì mình thử nguyên cái trái này ở ngoài vườn, không có gọt vỏ. Hôm nay mình gọt vỏ thử. Mình cắt đôi ra cho các bạn xem. Thường hồng chát á là ở trong nó có hạt. Mình xem nó có hạt nha. Cổ không có hạt các bạn ơi. Nè, cắt cái hồng ra mà mùi chát nó phực lên rồi, muốn nhảy mũi luôn á. Wow. Đây các bạn, hồng chát tươi rồi rói hái ngoài vườn. Ăn nha. Mình ăn ngoài vườn á, mình bị mốc nghẹn các bạn ơi. Vô đây coi chai nước nè. Hôm nay sao nó chát dữ, trái này cũng còn chát. Nó chát tưởng tượng đâu, những cái răng của mình mà nó bọc cái dớ vô từng cái răng á các bạn. Cái dớ chát á, tưởng tượng nó có một cái lớp mà bọc luôn cả cái răng mình á. Chẳng lẽ ăn cái mặn này xong từng cái răng mình được mặc dớ mà dớ chát. Nó bọc luôn cái răng luôn, tưởng tượng lột nó ra luôn á. Mũ á, cái mũ của cái trái này nè. Ăn hết không? Cảm ơn nha. Sang năm đừng có chát nữa. Sang năm mình sẽ cố gắng mình trồng sớm, chăm sóc sớm để nó được chín. Chát quá các bạn ơi. Còn ở đây trái chế lê Hàn Quốc nè. Mình không cắt nữa, bữa nay mình ăn lớn các bạn ơi. Há miệng cắn thử. Ăn trái hồng chát vô rồi cắn trái này vô, nó ngọt ngay mà cái mùi chát nó tan biến, nó tan mà nó biến liền tại chỗ không các bạn ơi, không còn mùi chát nào luôn á. Này giống như có axit nó tẩy cái mùi chát đi. Ngon. Lê này ướp sườn bò Hàn Quốc rất là ngon luôn. Lần trước mình mua một thùng á, mình để dành mình ướp sườn, ướp thịt rồi.
thịt nó mềm mại, nó thơm lắm. Nó xay ra nha các bạn. Khi mình ướp thịt mình xay ra. Trồng đường trái lê này không biết chăm sóc làm sao mà nó bự dữ ha. Cực công lắm mới ra được trái này. Hôm nay ăn trái cây no luôn các bạn ơi. Mình thấy lụt lội vì miền Trung á, người ta đem áo quần, rồi áo quần rồi bánh chưng rồi đủ thứ các bạn ơi. Mà không hiểu sao mình thấy áo quần bị bỏ, rồi bánh chưng bánh gì á bị bỏ quá chừng luôn, không hiểu lý do sao nữa. Hay là người ta chống với cái cơn lũ lụt xong rồi người ta mệt đó, người ta ăn không nổi, mình cũng không hiểu nữa. Thường người ta mệt người ta thích ăn cháo rồi uống nước rồi. Mình thấy thức ăn với là cái gì đó, áo quần gì mình thấy trên online á, không biết cái đó là sao nữa. Ăn trái lê Hàn Quốc cắn tới lòng nó ngọt, nó sốt, nó thơm. Cái nước của nó ăn một cái là giải khát, cực kỳ là giải khát. Giống như là mình thay vì mình uống một ly mình đỡ giải khát gì, thế này phải uống một ly nước rưỡi giải khát nha, dư sự giải khát luôn, nước tràn trề. Rất là lê Hàn Quốc, lê Hàn Quốc nha các bạn, rất là Hàn Quốc lê, xuất sắc, ngon lắm. Ớt chuối, mời các bạn, chưa chín nha, nó chín nó sẽ vàng. Này còn non quá, nó giòn, nó già tí nó sẽ ngọt. Năm ngoái mình trồng ớt chuối thì sao mà nó cay té lửa luôn các bạn ơi. Cắn tới đâu là nó dí, nó cay, nó xả vô trong miệng tới đó. Năm này nó rất là đỡ luôn, ăn nó ngọt. Đây là trái ớt chanh, người ta đặt là ớt chanh. Mình ăn thử nha. Ăn cái này xong các bạn biết cay hay không? Cay cái mình hét một cái mình bỏ mình chạy luôn. Cái hết video nha, còn không cay thì mình ở lại đây. Mình chào các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sợ quá. Mà nó cay, mới đầu nó cay nhẹ nhẹ nhẹ, từ từ nó tăng lên khiếp thiệt đó chứ. Nhưng mà mới cái ngọn thôi nha, vô nữa nha, ăn thử xem. Nó cay mà nó cay xỉu, cay té, cay nằm, xong tỉnh dậy nó cay tím, nó cay giống như nó cay từng cơn các bạn ơi. Cái ớt này giống như là đi đẻ, đau từng cơn mà nó cay cũng từng cơn luôn nha. Nó không có cay liên tục mà nó cứ cay xong nó hạ xuống rồi nó ngồi dậy nó xỉu, xong rồi nó tỉnh dậy nó cay, rồi nó té xong rồi nó ngồi dậy nó cay, cứ làm vậy đó. Nó từng nó cay từng cơn vậy á. Ghê quá. Biết mấy cái loại ớt mà khó ăn, khó nuốt, mà khó hửi, người ta bán làm chi cho khổ cái miệng, rất là khó ăn luôn. Rồi bây giờ có gì ăn nữa không? Toàn là những trái ớt này là ngon. Cho hồi dữ.
Ớt này sao bữa nay hôi, hay là tại trái ớt kia nó còn mùi. Cắn thêm miếng nữa xem. Nó hôi quá các bạn ơi. Ớt này chắc ngon nè. Mình rất là mê ăn ớt. Chuẩn bị cay ạ. Gần rụm thơm. Người bạn cứ hỏi chị ơi, ớt này nó tên gì mình không biết các bạn ơi. Mình mua xong nó quăng cái hiệu rong mất tiêu. Để bữa nào mình ra vườn mình ráng mình kiếm lại mình đánh cho các bạn xem nha. Nhiều bạn hỏi mà mình quên tên nó rồi. Ngon. Mình ăn mình thấy ngon thiệt nha, chứ không phải mà khó ăn mà mình nói là không. Mình nói mình giả bộ nó ngon đâu, cái nào nó không ngon là mình dục qua, cái nào ngon là mình cứ ăn. Nhiều bạn ra chợ mua đó, về ăn kêu thấy bà ăn ngon, mua về ăn trái cắn xong muốn ói tại chỗ. Tùy loại ớt nha các bạn. Mình hỏi người ta là ớt nào mà ớt ăn sống, ớt ngọt á, người ta bán cho mình. Tuyệt vời. Ớt này ớt gì đi. Nào cũng thấy ngon ha. Đã. Nước sắc. Đang ăn trái ớt nó hết pin các bạn ơi. Ớt chuông ngoài vườn mình nè. Wow, nó giòn, giòn nổ luôn. Giòn mà nó dày. Thịt nó ngon lắm. Người ta nói ăn ớt chuông nhiều tốt. Ngon quá. Nhai ớt nó êm cái răng các bạn ơi, nó giòn mà nó giòn êm nha. Chứ mình nhai mà nhai xoài, nhai cóc, nhai ổi nó giòn nhưng mà nó giòn gay gắt, nó giòn chua. Ê răng nha, ăn ớt không có ê. Vị nó rất là phê răng chứ không phải là ê răng. Nhai càng thú vị. Phê phê đê mê. Ngon quá. Xuất sắc. Thì hôm nay mình đã ăn nguyên một mâm trái cây mà các bạn yêu cầu. Các bạn đó, nhớ đi chợ về ăn ăn hồng nha, nhớ hái ớt vô ăn ớt nha, rồi hái lê vô nhớ ăn lê nha. Tất cả những cái trái cây gì hôm nay mình đã thử xong rồi, này đặc biệt còn hái dâu tây nữa. Sung sướng vô cùng, tự nhiên được trồng dâu tây mừng quá. Thì hôm nay mình ăn uống tới đây rất là mê say, ngon lành, khỏe, ăn vô là khỏe liền. Thì mình xin dừng video ở đây nha các bạn. Để mình nuốt xong ha. Đó. Các bạn xem video.
Các bạn ơi, hôm nay thì mình đã ăn rất là nhiều loại trái cây của vườn nhà mình, rồi trái cây mua nữa. Thì hôm nay mình xin dừng video ở đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn giúp mình một like, một đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt các bạn ở đây. Tạm biệt các bạn.